Sáng ngày 11 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo liên quan sai phạm tại dự án Nhà Trang Golden Gate số 28E Trần Phú, thành phố Nha Trang về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự. Bốn bị cáo bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử gồm các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, khu đất 28E Trần Phú có tổng diện tích 20.100 m2, gồm hai thửa liền kề do công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa và trung tâm điều dưỡng thuộc công ty điện lực miền Trung quản lý và sử dụng. Từ năm 2013 đến năm 2015, bốn bị cáo nói trên đã vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước liên quan đến các khâu lựa chọn nhà thầu tại dự án thu hồi đất, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án, giao đất và cho thuê đất đối với khu đất 28E Trần Phú. Những sai phạm của các bị cáo này là để cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng Nha Trang, gọi tắt là công ty Đỉnh Vàng Nha Trang, thực hiện dự án nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 137,7 tỷ đồng. Trong đó, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đã đồng ý chủ trương ký cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án trái pháp luật trong việc cho doanh nghiệp thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate. Cơ quan điều tra xác định, ông Thắng cố ý làm trái quy định pháp luật biến một dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thành dự án được công nhận. Đồng thời, ông Thắng đã chỉ định công ty đỉnh vàng Nha Trang làm chủ đầu tư, nhưng không qua đấu thầu lựa chọn. Từ chỉ đạo của ông Thắng, ông Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định giao đất cho thuê đất, nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất, không đúng đối tượng, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Trong khi đó, ông Võ Tân Thái, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, đã ký các tờ trình tham mưu UBND tỉnh chỉ định nhà đầu tư, thỏa thuận địa điểm, thẩm định giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Từ đó dẫn đến việc biến một công ty chưa được chọn lựa thành nhà đầu tư dự án. Hành vi của ông Thái dẫn đến việc giao đất cho thuê đất không đúng đối tượng, không đúng hình thức. Sau khi làm giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, ông Thái cũng đã ký tờ trình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho thuê đất khi chưa được thẩm định nhu cầu sử dụng đất và không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất riêng với ông Lê Đức Vinh, giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vào thời điểm đó, có sai phạm khi đã chủ trì họp và đồng ý chủ trương thu hồi rồi hợp hai thửa đất tại số 28E Trần Phú để lập dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp khách sạn căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate mà không thông qua đấu giá đấu thầu. Hiện các ông Thắng, Vinh, Thiên và Thái đang chấp hành hình phạt tù trong vụ sai phạm tại các dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung ở thành phố Nha Trang, dự án giao đất vàng trụ sở trường chính trị Khánh Hòa cũ số 1 Trần Hưng Đạo thành phố Nha Trang cho công ty cổ phần Thanh Yến. Vào đầu tháng 10 năm 2023, các ông Thắng, Thiên và Thái tiếp tục bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng gây thất thoát tài sản nhà nước xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Ocean Nut ở khu bãi Dương, thành phố Nha Trang. Trước đó, để phục vụ điều tra sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate, tháng 5 năm 2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã kê biên đối với hai cơ sở nhà đất tại số 5A đường Ngô Thời Nhiệm và 96 đường Trịnh Phong, thành phố Nha Trang, có tổng diện tích 453m2. Đứng tên hai cơ sở nhà đất này là ông Nguyễn Chiến Thắng cùng vợ là bà Phan Thị Thu Hà tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ba cựu lãnh đạo tỉnh trong vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu tổ hợp khách sạn căn hộ du lịch cao cấp nhà trang golden gate ở 28e trần phú thành phố nhà trang. ba cựu lãnh đạo bị khởi tố gồm ông nguyễn chiến thắng cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, ông đào công thiên cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và ông võ tấn thái cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường. Cả ba bị can bị khởi tố bắt tạm giam trong các vụ án trước đó, nay tiếp tục bị khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong quá trình triển khai cho dự án bất động sản Golden Gate. Khi giữ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng đã ký nhiều văn bản có nội dung trái pháp luật trong việc thực hiện dự án Golden Gate. Cụ thể, ông Thắng kết luận chỉ định công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng Nha Trang làm nhà đầu tư dự án Nha Trang Golden Gate tại 28E Trần Phú, thành phố Nha Trang mà không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư làm dự án theo luật đấu thầu năm 2005, đây là khu đất có vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Nha Trang với mặt tiền trải dài trên trục đường ven biển Trần Phú, ngay cạnh sân bay Nha Trang cũ và các khu đô thị. Ông Thắng ký nhiều văn bản chỉ đạo thu hồi khu đất 28E Trần Phú từ công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa giao cho công ty Đỉnh Vàng để thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate mà không thông qua đấu giá. Ông Thắng đã chịu trách nhiệm chính trong việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Nha Trang Golden Gate tại khu đất 28E Trần Phú có dấu hiệu trái quy định pháp luật. Cụ thể, ông Thắng đã chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính trong việc không bán đấu giá tài sản công trên đất tại 28E Trần Phú theo luật quy định. Ông Thắng cho thanh lý tài sản trên đất của công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa bằng phương pháp chào giá cạnh tranh đối với phần tài sản sau khi thu hồi trên đất 28E Trần Phú trái quy định của pháp luật. Trước đó vào ngày 8 tháng 6, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bị khởi tố bị can bắt tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong vụ án xảy ra tại các dự án sinh thái tâm linh cựu Long Sơn tự, dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc tỉnh Khánh Hòa. Ngày 9 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chiến Thắng để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong vụ án xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo thành phố Nha Trang, tức khu đất trụ sở cũ của trường chính trị tỉnh Khánh Hòa. Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ký quyết định giao 20.112 m2 cho công ty Đỉnh Vàng để thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate mà không thông qua đấu giá, theo cơ quan chức năng, quyết định giao đất cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh là trái với quy hoạch sử dụng đất. Trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 của thành phố Nha Trang, được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt hồi tháng 11 2023 thì khu đất 28 m Trần Phú được quy hoạch là khu tổ hợp dịch vụ thương mại và không có đất ở. Thế nhưng trong quyết định giao đất cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án Nha Trang Golden Gate có gần 4.700 m2 đất ở đô thị Ngoài ra, trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp năm 2014, dự án Nha Trang Golden Gate được triển khai trên diện tích 14.220 m2. Tuy nhiên, dự án này được giao đất cho thuê đất lên đến hơn 20.100 m2. Sau khi nộp gần 76 tỷ đồng, tháng 4 năm 2018, công ty Đỉnh Vàng được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với diện tích hơn 12.900 m2. Theo các chuyên gia bất động sản ở Khánh Hòa, vào thời điểm tính tiền thuê đất, giá đất cho dự án Nha Trang Golden Gate, khu đất 28 Mè Trần Phú có giá khoảng 300 triệu đồng một mét vuông. Thời điểm đó, khu đất này có giá khoảng 4.260 tỷ đồng. Sau khi được giao đất, công ty đỉnh vàng cho xây dựng một số hạng mục giang dở rồi bỏ hoang khu đất đến nay. Ông Võ Tân Thái có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giao khu đất 28 Mè Trần Phú cho công ty đỉnh vàng. Cụ thể, ông Thái chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về loại đất của dự án Nha Trang Golden Gate trái với quy hoạch sử dụng đất. Với cương vị là giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, ông Thái chỉ đạo lập hồ sơ xác định giá của khu đất 28 ha sai quy định, vi phạm luật đất đai, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà nước. Bên cạnh đó, công an tỉnh Khánh Hòa còn phong tỏa đối với tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng ở nhiều tài khoản cùng đứng tên là bà Phan Thị Thu Hòa. Ngoài tiền mặt, công an cũng phong tỏa gần 6.900 euro và hơn 300.000 USD mà bà Hà gửi tại một ngân hàng. Liên quan đến vụ án này, công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã kê biên tài sản đối với hai căn hộ chung cư tại dự án khu đô thị VCN Phước Hải thành phố Nhà Trang của ông Võ Tấn Thái và vợ là bà Lê Thị Như Mai. Theo điều tra, khu đất 28 Mè Trần Phú rộng 2 hecta, gồm hai thửa liền kề do công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa, trung tâm điều dưỡng thuộc công ty điện lực miền Trung quản lý. Đây là khu đất có vị trí đắc địa ven biển. Được biết năm 2013, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng Nha Trang đã đăng ký đầu tư dự án khách sạn căn hộ cao cấp tại khu đất này ông Nguyễn Chiến Thắng thời điểm này là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ trương ký giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, ký thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch đối với dự án trên. Việc làm của ông Thắng là cố ý làm trái quy định của pháp luật, biến một dự án chưa được thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư thành dự án được công nhận. Chỉ định công ty đỉnh vàng Nha Trang làm chủ đầu tư nhưng không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Từ chỉ đạo của ông Thắng, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký quyết định giao đất cho thuê đất nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất. Ông Võ Tân Thái thời điểm đó là giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có hành vi giao đất cho thuê đất không đúng đối tượng. Sau này khi được chuyển sang vị trí giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Thái đã ký tờ trình tham mưu tỉnh giao đất cho thuê đất khi chưa thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Còn đối với ông Lê Đức Vinh, thời điểm đó đang là giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đã đồng ý chủ trương mở rộng địa điểm hợp hai thửa đất tại số 28 mẹ Trần Phú để lập dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp khách sạn căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate. Vào cuối năm 2015, với cương vị chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh chỉ đạo bàn giao tài sản trên đất cho công ty đỉnh vàng Nha Trang, sau đó ông Đào Công Thiên đã ký quyết định phê duyệt cho thuê đất tại dự án này.